Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Bank Plus của Viettel. Và phía dưới đây có mục chuyển tiền. Ở đây thì các bạn có hai lựa chọn là chuyển tiền tài khoản hoặc chuyển tiền tiền mặt. Đầu tiên là ngân hàng chuyển đến, các bạn chọn vào đây. Có rất là nhiều ngân hàng. Tiếp theo nữa các bạn chọn hình thức. Ở đây ví dụ như là số thuê bao, họ có đăng ký tài khoản và có sử dụng dịch vụ Bank Plus thì các bạn chọn điện thoại. Còn nếu không, họ không dùng hoặc không nhớ chẳng hạn, các bạn có thể chọn hình thức nhập số tài khoản để chuyển tiền hoặc là số thẻ ở đây ạ. Sau đó nhập các thông tin ở phía dưới và cũng nhập mã PIN và thực hiện giao dịch. Tiếp theo là chuyển tiền mặt. Chuyển tiền mặt thì chọn vào đây thì các bạn có hai phương thức, đó là nhận tại nhà hoặc nhận tại quầy Viettel, đó là người nhận tiền nhé. Các bạn cũng nhập thông tin đầy đủ vào đây ạ. Sau đó thực hiện giao dịch nhập mã PIN. Rồi phía trên có giao dịch thường dùng. Ở trên giao dịch thường dùng này thì các bạn có thể thêm những giao dịch mà các bạn hay dùng, như ở đây kích vào chữ thêm này, sau đó các bạn chọn vào. Thì như thế thì khi các bạn sử dụng thì nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ iHep Channel. Xin chào các bạn.